Miley có một lọ M&M nhỏ như thế này, nhưng Quetty lại có cả một bộ máy, còn Sophie thì có gì đấy? Oh wow, trời ạ, cái máy này còn to hơn cả của Quetty này, hay quá. Nào, bây giờ tớ sẽ thử nhá. Nào, chúc cậu ăn ngon miệng nhá. Ôi, có vẻ như là cái lò này đóng rất là kỹ, cậu ấy không mở nó ra được. Cố gắng hết sức đi. Ôi, mổ cái bình thật là khó chịu. Thôi đủ rồi đấy, bây giờ tớ sẽ đập vỡ cái lò này và dùng cái đôi găng tay như này này. Đấy, đấy là xong rồi. Đến đây nào em yêu. Ôi trời ạ, à, ngon quá. Nó sô-cô-la rất ngon ngon. Quetty đến lượt cậu rồi đấy. Ừ, tớ đang muốn quay rồi đấy. Ê, quay đi này. Trời ạ, à, chuyện gì vậy? Có lẽ là tớ quên một cái gì đó rồi sao? À, ở đây có chỗ để nhét su này. Thôi được rồi, tớ sẽ phải ăn nó thôi. Vì vậy tớ sẽ lôi hết cả tất cả những gì mình đã tiết kiệm được. Nào, bây giờ thì vặn xem nào. Ôi, thế là kẹo của tớ đây rồi. Ôi, nó ngon thế nhở. Và rất là ngon. Tớ muốn ăn thêm, thêm và thêm nữa cơ. Ôi trời ạ, cái này ngon quá đi mất. Ê, su đâu hết rồi? Không mở được sao? Trời ạ, tớ vẫn chưa ăn xong. Vì vậy bây giờ tớ sẽ cưa nó ra làm đôi như thế này này. Được rồi, biết thế tớ làm ngay từ đầu để ăn kẹo miễn phí luôn. Tớ nghĩ là bây giờ đến lượt cậu rồi đấy Sophie. Yeah, cuối cùng tớ cũng được ăn no kẹo rồi. Chỉ cần xoay cái tay cầm máy thôi và đợi kẹo của mình thôi nào. Wow, trời ạ, à, ngon quá. Mình cần thêm. Ê, tại sao lại không được? Trời ạ, à, máy hỏng rồi sao? Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, à, bao nhiêu là kẹo bay ra này. Đau quá, trời ơi, sợ thế nhở. Cứu. Trời ơi, ngã. Có vẻ như là được rồi. Ôi, trời ạ, à, bao nhiêu là kẹo này các bạn ơi. Ăn thôi nào, nhanh lên. Tại sao tớ nhận được sô-cô-la nhỏ như thế này thôi? Còn tớ thì may mắn rồi, tớ có một cái thanh lớn hơn. Ôi, sô-cô-la của tớ đâu? Họ không cho tớ sô-cô-la sao? Ôi, thật là buồn. Nào, bây giờ tớ sẽ bắt đầu nhá. Thôi được rồi, bởi vì là sô-cô-la của tớ quá bé nên tớ sẽ dùng nhíp và để gắp nó lên. Ôi, tớ có một ý tưởng tuyệt vời này. Tớ có thể cho sô-cô-la vào trong sữa như này, ngoài nó lên. Và tớ sẽ có sô-cô-la sữa. Ồ, hay đấy chứ. Bây giờ thì tớ sẽ thử nhá. Ồ, wow, ngon quá. Trời ạ, tớ rất là thích nó luôn ý. Quentin, bây giờ đấy là cậu rồi. Ồ, Hano, bây giờ tớ sẽ ăn thanh sô-cô-la thơm ngon này. Sao vậy Sophie? Không, tớ sẽ không chia sẻ đâu. Tham lam. Thôi được rồi, tớ biết làm như thế nào rồi. Tớ sẽ bật cái này ra thật là lớn để sô-cô-la của Quentin chảy ngay trong tay luôn. Đến đây nào em yêu. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Sô-cô-la của tớ đang tan chảy ra. Ôi trời ơi, thật là đáng sợ. Tại sao lại như vậy chứ? Ôi buồn quá. Thôi được rồi, tớ vẫn có thể liếm sô-cô-la ở đây mà. Nó vẫn là sô-cô-la đó thôi. Ngon lắm luôn. Ê, các bạn cười cái gì vậy? Trời ạ, các bạn cũng sẽ làm như vậy thôi. Còn á, tụi tớ không có sô-cô-la thì vẫn vậy. Ôi, tiếng gì đấy? Mẹ ơi, người ta đang thả sô-cô-la xuống đây sao? À, trời ơi, cứu với. Nào, lôi ra đi. Mình á, cần phải làm tan chảy cái này ra. Ôi không, cẩn thận. Ôi, chúng ta đầy sô-cô-la này. Ừ, nhưng mà nó rất là ngon luôn ý. Ôi, sinh tố với súp lơ sao, kinh quá. Còn phần này thì sao? Ôi, xin lỗi nhá. Ôi, thật kinh tởm. Quentin nhận được một ly cốc tay to này sao? Ôi, nào Miley bắt đầu đi. Mình á, không muốn uống nó một chút nào. Nhưng mà mình vẫn phải uống thôi. Ôi trời ạ, à, thật là ghê tởm. Không có gì ghê tởm hơn cái như này. Eo ơi, eo ơi. Ê, từ từ đã, cần phải ăn nốt cái súp lơ này này.
Ôi trời ạ, cảm ơn nhé Quentin, bạn với chả bè. Thôi được rồi, Sophie bắt đầu đi. Trời ạ, tớ sẽ cần phải bịt mũi vào để có thể uống được cái này. Đấy, bây giờ thì thử nhá. Eo ơi, vị ghê quá. Thôi tớ không uống nữa đâu. Cái gì mà không uống? À, mình có ý tưởng này rồi. Sophie, cậu có muốn uống ly sinh tố dâu không? Vậy thì cậu cầm cái này đi, còn mình sẽ lấy cái này. Cảm ơn cậu rất là nhiều, Quentin. Một ly cốc tài với dâu tây chắc chắn sẽ thú vị hơn. Cái gì, tại sao lại có vị súp lơ xanh thế này? Ê, cậu trêu tớ sao? Trời ơi. Ôi trời ạ, ghê quá. Nào Quentin, bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Tớ sẽ làm súp lơ xanh và tớ sẽ đổ cái này vào đây. Wow, bao nhiêu là sinh tố, tại sao nó mãi không chảy ra được vậy? Cái gì? Vậy là tớ không được đổ cái này đi sao? Sợ quá, nó còn quay lại nữa chứ. Vậy thì tớ sẽ đổ vào người cậu. Ui, và vậy nhưng cũng không được sao? Sophie, trời ơi, đừng có cười nữa. Trời ơi. Thôi được rồi, tớ sẽ đổ nó đi thôi. Thế là xong rồi, hoan hô. Thế là tớ cũng kịp đổ. Ôi không, trời ạ, nó đổ ngay vào người tớ rồi. Ghê quá. Thôi, mình biết ngay mà Quentin. Hoan hô, tớ có một hộp ngũ cốc khổng lồ và một ly sữa thật là tuyệt vời. Còn tớ thì có một gói ngũ cốc sữa và vừa. Còn tớ thì có một gói ngũ cốc siêu nhỏ và một ly sữa nhỏ không kém. Tại sao tớ lại không may mắn đến như vậy? Được rồi, tớ sẽ ăn cái này. Nó rất là bé nhưng mà sẽ rất là ngon. Vì vậy tớ sẽ chuẩn bị tất cả những thứ mà mình cần nhá. Và mình sẽ cho thêm một ít này. Và cho thêm cả cái miếng này nữa. Bây giờ thì tớ sẽ nhấc nó lên bằng ngón tay nhỏ của tớ. Ôi trời ạ, tớ như một con búp bê vậy. Hay quá. Đấy, xong rồi, cái này rất là ngon luôn ý. Quentin, bây giờ đến lượt cậu rồi. Ôi, cậu phải làm như này. Bây giờ mình sẽ thử. Ôi vâng, ngon quá. Bây giờ thì tớ sẽ đổ thẳng vào trong mồm như thế này. Tớ không sợ bị bẩn đâu. Và sau đó thì đổ sữa vào trong như thế này luôn. Ôi vâng, cái này ngon thật đấy. Sophie, cậu đừng cười. Trời ơi, xin lỗi nhá, cậu tự làm thôi. Ui, trời ạ, người tớ đầy ngũ cốc này. Nhưng mà ít ra tớ còn được thử. Ồ, rất là ngon đấy chứ. Miley, bây giờ đến lượt cậu. Ừ, và tớ đã nghĩ ra cái căn ngũ cốc khổng lồ như thế này như nào rồi. Các bạn ơi, nhìn gì vậy, đi theo tớ đi. Với một gói lớn như vậy thì cần một cái đĩa lớn. Nào, bây giờ các bạn hãy chú ý. Mình sẽ đổ hết tất cả những ngũ cốc vào đây. Đấy, mình sẽ đổ cái này vào trong này. Còn bây giờ thì nào, xuống thôi. Ôi vâng, cái này thật là tuyệt vời. Ê, cái này ý tưởng hay đi chứ. Ừ, đúng rồi. Tớ sẽ vừa có thể ăn, vừa có thể uống. Nào, các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tớ thật là nhanh để không bỏ lỡ những video thú vị hồi hộp như thế này nhá. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.